Kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Trần Tuấn Anh, đại diện viện bào chế Biomed Pharmaca tại Hoa Kỳ. Khánh Dung xin kính chào quý khán thính giả. Đến với chương trình Y Dược trong đời sống hôm nay, vị khách mời của chúng tôi là bác sĩ Trần Tuấn Anh đến từ Portland, Oregon. Và bác sĩ sẽ trở lại với đề tài bệnh nám, tàn nhang và đồi mồi. Khánh Dung gửi lời chào đến bác sĩ Trần Tuấn Anh. Chào Khánh Dung, chào quý vị khán giả. Được biết là phần trăm số người mà bị chết vì ung thư da nhiều hơn số phần trăm mà người ta chết vì ung thư những bệnh khác. Thì hôm nay xin bác sĩ giải thích rõ hơn về ảnh hưởng của những gì mà gây hại nên cho làn da sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe của con người ạ. Vâng, Khánh Dung biết là hiện nay thì ngoài ung thư phổi á, là người ở Mỹ chẳng ở bên Hoa Kỳ đây và nói chung người Á Đông chúng ta tất cả mà về ung thư thì cái ung thư mà làm cho nhiều người chết nhất là chắc là ung thư phổi, rồi sau đó là ung thư da, có nghĩa là skin cancer, thì cái skin cancer nó gọi là melanoma. Thì cái melanoma này đó là nhiều người không để ý đến là lý do tại sao, tại vì chúng ta không nghĩ là ung thư da là có thể vì độc hại gì khác, nhưng mà cái độc hại đầu tiên mà ung thư da này, bởi cái lý do mà ung thư da chúng ta bị ở Mỹ này nhiều nhất là đi ra ngoài nắng. Nhất là những quý vị nào mà thích đi ra ngoài nắng mà ở ngoài nắng để phơi nắng trong một thời gian lâu, có thể nói là vài tiếng, mà không bỏ sunscreen hay là dùng sunscreen hay là sunblock nó không đủ để nó bảo vệ được da thì nó sẽ tạo ra ung thư. Tại vì cái mà ánh sáng mặt trời mà hại nhất đó thì chúng ta chia ra hai loại. Cái loại nó gọi là ultraviolet A và ultraviolet B. Thì cái nó vắn tắt là UV mà A hay là UV A đó là cái mà hại nhất cho da chúng ta. Tại vì khi mà UV A mà nó chói vô mặt của quý vị hay là chói vô da quý vị ở trên tay hay là trên vai hay là trên đùi quý vị, thì cái đầu tiên là nó tạo ra cái tế bào nó phát triển rất là nhanh, có thể nó nhanh chóng hơn là những cái tế bào da bình thường. Thì khi mà nó phát triển quá nhanh thì cái nó không kiềm chế được thì cái những cái tế bào nó sẽ trở thành ung thư. Thì cái loại mà ung thư mà chúng ta sợ nhất đó là cái loại nó gọi là melanoma. Thì cái loại này đó khi mà chúng ta phát hiện ra rồi đó, nó lan truyền rất là nhanh, có thể nói là nó đưa thẳng lên trên óc hay nó đưa về phổi hay nó lan truyền ra đến gan hay nó lan truyền ra đến những cái bộ phận mà có thể nói rất là nhanh. Thì chúng ta lo sợ là khi chúng ta đã bị rồi thì khi mà tìm ra được cái chữa trị nó rất là khó. Thì cái tốt nhất là chúng ta nên phòng hờ, và đồng thời cái UVA đó là UVA đó nó cũng làm cho bị hư da. Một trong những cái là hư da là nó tạo ra cái chất melanin. Thì cái chất melanin này khi mà nó tạo ra quá nhiều thì những cái vết da của quý vị nó càng ngày nó càng, nó có thể nói là nó thâm hay là nó đậm hơn. Thì những nhất là người Á Đông chúng ta mà da nâu thì khi mà cái vết này mà nó càng ngày nó càng tạo ra nhiều thì nó sẽ làm cho da mặt của chúng ta, những cái vết mà chung quanh mặt của chúng ta rất là, thứ nhất là không những là cái da chúng ta bị hư, mà cái thứ hai nữa là nó làm cho cái thẩm mỹ nó không được tốt trên da mặt. Và đồng thời nữa là cái UVA này nó làm cho cái da chúng ta mau già hơn, nên chúng ta thấy chẳng hạn như những cái vết có thể nói không những nám mà những cái vết mà tàn nhang, rồi nhất là những quý vị nào lớn tuổi là những cái vết đồi mồi. Và sau khi mà quý vị nào mà đang bị mụn trên da mặt mà da chúng ta đó nó có cái lớp mà như nó hồi phục lại thì đồng thời đó cái vết này nó còn làm tệ hơn. Nhưng tuy nhiên Khánh Dung hỏi cái câu mà quan trọng là cái ung thư da, thì cái ung thư da chúng ta không ai muốn đó khi bị đến hết, mà hàng năm là rất là nhiều người bị. Tại vì lý do là sao, là vì cái ánh sáng mặt trời mà chúng ta không để ý đến. Tại vì thật sự ra tất cả các cái gì mà hại cho da mặt chúng ta như là cái sự nóng hay là những cái chất hóa học là chúng ta đưa vào da chúng ta, không bao giờ mà nó có thể nói là nó hại bằng cái ánh sáng mặt trời. Còn cái UVB đó là cũng là một trong loại cái ánh sáng mà của từ mặt trời đưa ra. Thì cái UVB này đó thì chúng ta thường thường là thấy mặt chúng ta nó bị, nó gọi là sunburn, nó nghĩa là mặt chúng ta nó bị đỏ lên. Thì chung quanh nó nhiều khi chúng ta thấy nó, chẳng hạn như quý vị đi ra ngoài nắng, quý vị thấy da quý vị đỏ lên liền đó là có nghĩa là cái đó là UVB. Nhưng tuy nhiên UVA đó thì chúng ta không thấy cái triệu chứng trên da. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là ồ, nếu chúng ta không bị đỏ da, không bị đỏ mặt hay là không bị dị ứng gì hết thì quý vị cứ nghĩ là quý vị an toàn, quý vị nói là đâu có gì đâu mà lo sợ. Nhưng tuy nhiên cái UVA là cái chúng ta không thấy được trên cái da mặt chúng ta, mà nó sẽ làm cho hại da chúng ta, nhất là đưa đến cái ung thư. Nên quý vị nên cẩn thận mà lưu ý đến cái điều đó. Vậy thì thưa bác sĩ xin bác sĩ cho những lời khuyên làm sao mà để mình có thể tránh được những cái UVA và UVB ạ?
Cái đầu tiên mà quý vị có thể làm trước hết đó là quý vị nhớ là hàng ngày uống nhiều nước cho nó tốt. Nước rất là quan trọng cho quý vị, là sao? Để quý vị muốn giữ nước là thứ nhất là da quý vị nó không bị khô. Và cái quan trọng hơn nữa đó là khi quý vị bước ra ngoài, nhất là mùa hè hay là mùa thu, có thể nói là nhiều khi mùa đông chúng ta không để ý đến nhưng mà cũng có ánh sáng mặt trời, thì quý vị phải dùng sunscreen, sunblock. Thì cái sunscreen, sunblock này rất là quan trọng. Trong cái phần mà nó nói là cái sunscreen đó, thì quý vị biết đó là nó chia ra là cái chất mà nó bảo vệ da của quý vị đó, thì cái chất đó nó gọi là sun protection factor. Thì trong cái chất hóa học này đó, để nó bảo vệ da chúng ta đó, thì quý vị nhớ là cái sun protection factor có nghĩa là vắn tắt là SPF, nên quý vị thấy rất là nhiều trong những cái sunscreen. Thì quý vị nên dùng cái SPF 30 trở lên. Vậy thì nói về coi như là giống như là bác sĩ cho lời khuyên về cái mà để mình bôi ở ngoài da, đó là nên dùng sunblock mà SPF trên 30 độ trở lên. Còn nếu mà để dinh dưỡng ở trong cơ thể của mình á, làm sao để cho cái làn da của mình đẹp mà mượt mà và mịn màng, thì được biết là công ty dược thảo Biomed Pharmaca cũng có rất là nhiều các loại dược thảo mà giúp cho được làn da của con người, thì xin bác sĩ chia sẻ ạ. Vâng, trước hết Khánh Dung để tôi nói thêm về cái sun protection factor là SPF, là tại sao mà chúng ta 30, cái từ 30 đó là có nghĩa là khi chúng ta ở ngoài nắng sau 30 tiếng, có thể nó bảo vệ trong vòng 30 tiếng, chẳng hạn như SPF 15 là 15 tiếng. Trước đây thì những cái bộ mà nghiên cứu với lại những cái bộ mà y tế đó thì đưa ra cái lời khuyên là chúng ta nên dùng 15 trở lên. Nhưng mà gần đây đó là Bộ Y tế mới gọi là American Dermatology Association, có nghĩa là những người mà lo về về bác sĩ về da đó, thì người ta khuyên đó là nên dùng SPF 30 trở lên thì mới đủ, thì mới bảo vệ được da của chúng ta. Thì công ty Biomed Skincare với lại công ty Biomed Pharmaca chúng tôi bào chế dược thảo, thì trong cái dược thảo nó có vài chất rất là quan trọng để giúp cho cái da quý vị, để bảo vệ những cái chất mà ánh sáng mặt trời, hay là những cái chất nào hóa học, hay là những cái sự nóng mà từ ánh sáng, không những mặt trời mà ánh sáng đèn đưa đến, thì những cái đó nó làm cho hư da đó. Thì một trong những cái mà có thể bảo được vệ về da đó là CoQ10, có nghĩa là ubiquinone, tại vì cái đó nó xếp một cái thành phần nó gọi là antioxidant. Thì cái antioxidant là gì, thì để tôi xin phép nói với quý vị là một chút sơ sơ về antioxidant. Thì cái da quý vị đó là nói chung tế bào quý vị, nhất là tế bào da, bất cứ thế nào tế bào nào trong cơ thể chúng ta, khi mà gặp những cái chất mà độc hại hay là gì vô trong cơ thể chúng ta, thì đầu tiên đó là những cái chất đó nó gọi là free radical, là những cái chất xấu. Chẳng hạn như quý vị đưa vô da quý vị thì cái chất đó nó sẽ làm cho hư hỏng da. Thì cái mà chống được cái free radical đó là cái chất nó gọi là antioxidant. Thì một trong những cái antioxidant mà có thể nói là mạnh nhất trên thế gian này là CoQ10, hay là cái từ y khoa nó gọi là ubiquinone. Thì cái chất này nó giúp cho cái da chúng ta bảo vệ những cái chất độc mà da chúng ta gặp phải hàng ngày, hay là những cái ánh sáng mặt trời mà khi mà nó làm cho da chúng ta hư. Thì tuy nhiên chúng ta bôi những cái kem nào ở ngoài để bảo vệ da chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải bảo vệ ở trong, từ trong ra ngoài. Thì một trong những cái chất mà tôi vừa nói là CoQ10 đó, thì quý vị có thể mua trong cái thuốc nó gọi là cardio cellular factor. Thì cái thuốc này đó là, tuy nhiên chúng tôi đã nói qua những cái talk show khác là giúp cho quý vị về tim mạch, nhưng mà nó giúp cho những cái tế bào rất là quan trọng trong da mặt của quý vị, thì nên quý vị hãy dùng đến, mà cái đó nó gọi là cardio cellular factor. Dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì về bề ngoài, khi mà một người phát hiện ra là mình đã bị nám tàn nhang hay là đồi mồi do ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời hoặc là ảnh hưởng của ánh đèn, thì được biết là công ty Biomed Skincare có chế tạo ra một loại thuốc có tên là Radiant Skin Cream, dùng để điều trị các vết nám tàn nhang và đồi mồi. Thì xin bác sĩ nói rõ thêm về hiệu quả của Radiant Skin Cream trong việc điều trị bệnh nám tàn nhang và đồi mồi ạ. Vâng, cái nhưng biết đó là cái thuốc này thì chúng tôi khi mà đưa ra thị trường á, là đầu tiên chúng tôi muốn là chữa trị, thật sự là chữa trị nám với lại chữa trị tàn nhang, và cũng chữa trị những cái vết mà đồi mồi mà quý vị nào mà lớn tuổi hay bị. Thì cái thuốc này nó là thật sự là chữa trị chứ không phải là chỉ phòng hờ. Tuy nhiên quý vị thắc mắc là thuốc này có phòng hờ cho những bị nám được hay không, nhưng mà cái điểm chính, cái chỉ định chính của thuốc này là chữa trị những các cái vết nám, nó gọi là hyperpigmentation. Thì trong cái Radiant Skin Cream chúng tôi có bỏ vài chất rất là quan trọng.
thì chúng ta đã từng nói qua những cái chất này đó là nó sẽ làm cho da chúng ta trắng hơn, nó nghĩa là nó tẩy trắng, và cái mà quan trọng hơn nữa là nó làm cho da chúng ta không bị khô. Thì thường thường những quý vị nào mà đi ra ngoài nắng mà bị hư da là cái đầu tiên là sẽ bị nám, và đồng thời cái da mình nó rất là khô. Thì cái thuốc này nó đặc biệt là những quý vị nào mà bị khô da dùng lên nó sẽ giữ được nước cho quý vị qua đêm, thì quý vị sẽ thấy khi mà ngủ dậy thấy da quý vị nó không bị khô, và đồng thời nó có vẻ thấy nó mịn hơn thì rất là tốt, nó có thể chữa vài thứ mà ảnh hưởng về da. Thì một trong cái mà chính thì chúng ta biết là nám rồi, còn cái thứ hai nữa là để giúp cho chúng ta làm cho da chúng ta khỏi bị khô. À, thưa bác sĩ, nói như vậy thì Radiant Skin Cream ngoài có cái tác dụng là tẩy đi những cái làm mờ đi những cái vết nám, thâm đen, đồi mồi, tàn nhang thì mình dùng như thế nào là để có hiệu quả nhất và hiệu quả trong bao nhiêu ngày thì có được hiệu quả thưa bác sĩ? Vâng, Khánh Nhung biết thì chúng ta dùng là một ngày 2 lần. Quý vị nhớ là buổi sáng bôi vô trước khi đi ra ngoài gặp ánh sáng mặt trời, và quý vị nhớ là bỏ sunscreen hay sunblock lên, và khi quý vị về thì quý vị nhớ là rửa mặt vào buổi tối trước khi đi ngủ, quý vị bôi thêm một lần nữa. Thì quý vị dùng như vậy một ngày 2 lần thì trong vòng có thể nói là 15 cho 32 ngày thì quý vị sẽ thấy những cái vết nám hay là vết tàn nhang, hay là nhiều quý vị có cái vết đồi mồi thì nó sẽ có thể nói là thấy nó mờ đi hẳn đi. Vâng. Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ Trần Tuấn Anh đã đến đây chia sẻ với chương trình Y Dược Trong Đời Sống. Khánh Nhung xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Talk Show kỳ tới.